Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với dòng đồ chơi Mini Fort. Đây là cái dòng đồ chơi theo cái phim hình Mini Fort Super Dino Power phần 2. Thì ở cái dòng phim màn hình Mini Fort này thì mỗi cái phần nó sẽ luôn bao gồm là hai mùa, mùa thứ nhất, mùa thứ hai. Như cái phần Mini Fort phần 1. Chỉ tên đơn giản là Mini Fort phần 2 nó gọi là Mini Fort X, và Mini Fort phần 3 là Mini Fort Super Dino Power. Thì nó năm ngoái chúng ta đã chơi phần 1 ha, thì năm nay chúng ta đã có phần 2. Thì đây là cái dòng đồ chơi cơ bản nhất của cái dòng phần 2 này, nó là cái dòng đồ chơi với con gọi là robot Transformer 2 trong 1 ha. Có con robot biến hình thành dạng robot chiến đấu bình thường và khủng long. Cái nhân vật chúng ta mở hôm nay đó là cái nhân vật robot của siêu nhân Volt tốc độ ha. Cái con này nó có cái tên là Tyranno sấm sét. Thì cái hộp nó ở đây, chúng ta thấy có màu xanh này ha. Về cái hãng sản xuất dòng đồ chơi này của vẫn là hãng Zumgo, họ sản xuất cho cái thị trường nội địa Trung Quốc ha. Mini Fort Shin Hero này là cái công ty nắm cái bản quyền của cái dòng đồ chơi này và sẽ phân phối cấp cho những cái hãng đồ chơi khác sản xuất những cái dòng đồ chơi theo cái bộ phim hình này. Thì như trong đó thì Zumgo là một trong những hãng sản xuất cái dòng chính. Sau này ta sẽ thấy hai cái dạng của cái con này theo phim hình ha. Dạng khủng long, đây là dạng robot chiến đấu. Và cuối cùng cái mã nó sẽ là 8625. 86 thì là của dòng Mini Fort Super Dino Power. Đây là logo hãng Zumgo và chúng ta thấy Mini Fort Jisin Hero. Đó là cái công ty cấp bản quyền. Rồi chúng ta sẽ mở hộp mà lấy cái nhân vật này ra. Mở hộp ra thì chúng ta sẽ được một cái con robot hình dạng robot, nhìn robot này là dạng người ha. Đó. Cũng khá đẹp ha, có màu xanh. Đây là con robot không biết mẫu nó nhìn đây gọi là ta Superbot hay là cái gì anh cũng không không nhớ ha. Của nhân vật Vol ha. Chúng ta có một cái chi tiết đi kèm. Ở dạng robot thì nó là sẽ là vũ khí của cái con robot này. Và ở dạng khủng long thì nó sẽ là cái đuôi. Chúng ta có một nhân vật siêu nhân ha, Figure. Cái nhân vật Figure này nó y chang cái phần 1 ha. Y chang cái phần 1 mà chúng ta đã từng mở những cái con mà khủng long biến thành cái đầu á. Thì ta thấy ha, những cái kết cấu, cái thiết kế, hình dáng là nó y hệt, cũng không khác gì hết ha. Nó có những cái khớp chuyển động như vậy. Và chúng ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn lắp ráp ha. Vì đây là cái sản phẩm trong thị trường Trung Quốc nên nó sẽ bằng tiếng Hoa. Tờ hướng dẫn này thì nó cũng khá là chi tiết và nó sẽ phức tạp hơn cái phần mà phần 1 rất là nhiều ha. Nó cũng rất mười mấy bước. Mười bước này nó nhiều vậy thôi, nhưng thực ra cái con này nó lắp ráp cũng không không quá phức tạp lắm đâu ha. Thì ở cái hướng dẫn này chúng ta cũng sẽ thấy là cái mã sản phẩm 8625. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái con siêu nhân này vào trong cái con robot này để hình thành cái dạng cái form đầu tiên là cái form robot ha. Xem nó như thế nào ha. Chúng ta sẽ xoay đằng sau lưng con robot có cái đầu khủng long này ha. Chúng ta sẽ mở cái này ra. Ta lấy con siêu nhân Vol ha, chúng ta để hai cái tay lên trước thế này. Và chúng ta sẽ đẩy nó vào trong cái khoang này. Đây thì nó sẽ có cái những cái rãnh ha để theo cái chiều của cái chân này ha, để chúng ta đưa cái con siêu nhân vào nó rồi ta đẩy nó vào khớp ha. Khớp từ chỗ cái chân này lên, chúng ta sẽ đẩy cái này lại đó, thì chúng ta được cái con siêu nhân Vol ha, đã ở trong đây điều khiển con khủng long. Và cái vũ khí là cái đuôi của nó đây, chúng ta sẽ thấy nó có cái ấy chìa ra, nó sẽ gắn vào trong cái phần tay ở chỗ này. Đó,
thì chúng ta được cái con siêu nhân ở cái form robot ha. Bây giờ chúng ta sẽ xem những cái khớp chuyển động của con này như thế nào ha. Thì khớp tay thì nó cũng khá là giới hạn ha, nó chỉ được cái chỗ khớp đầu gối chỗ này thôi ha. Khớp của chỏ chứ, khớp của chỏ này thôi, nó chỉ được khớp của chỏ này thôi, chứ cái chuyển động qua lại này nó cũng hạn chế nữa ha. Khớp chân thì nó cũng khá là linh hoạt trước sau, nhưng mà ngang bẻ ngang này thì không được ha, nó chỉ trước sau thôi. Đó. Bẻ ngang không được, và nó có khớp đầu gối ha, gối chúng ta cũng bẻ được một chút. Nói chung cái con này thì cái khớp thì nó cũng tương đối ổn cho cái mẫu đồ chơi cái giá tiền như thế này ha, với cái lứa tuổi nó thiết kế cho ha, cũng tạo được cái dáng con robot, tại con robot này nó cũng khá to nên nó cũng cái dáng nó cũng khá nặng nề, nên nó cũng không cái phần mà khớp mà quá linh động quá thì cũng 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 không hợp lý ha. Bây giờ ta sẽ tới cái công đoạn quan trọng nhất ha, là biến hình cái con robot này về cái dạng khủng long ha. Thì cái việc trước tiên thì chúng ta sẽ rút cái khẩu súng này ra ha, ta để một bên ra nữa, chúng ta sẽ đánh nó là cái đuôi ha. Cái nhân vật siêu nhân này chúng ta sẽ lấy nó ra khỏi cái khoang của con robot ha, cái khoang điều khiển này, chúng ta mở này ra và chúng ta sẽ kéo cái con robot này ra dễ dàng ha, ta đóng này lại ha. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đẩy cái đầu con khủng long lên đây ha. Ở trước ngực có hai cái miếng màu vàng này, chúng ta sẽ đẩy nó lên, ta đẩy nó lên thẳng này, này ha, đẩy nó thẳng lên từ cái này, đẩy lên thẳng con cánh tay ha. Ở chỗ cái bả vai này chúng ta sẽ xoay nó đây ha. Thì ở cánh tay này chúng ta sẽ thấy nó có một cái, ở dưới đây nó có một cái chốt trắng ha, chúng ta xoay sao cho cái chốt trắng này nó sẽ gắn vào một cái lỗ ở gần ngay chỗ cái phần háng này, chỗ này nè ha. Đó, chúng ta sẽ xoay và chúng ta gắn cái ấy màu trắng vào đây rồi, để gài nó vào. Đó, tương tự với tay này chúng ta xoay vào và chúng ta xoay cái này vào để gắn cái trắng này vào. Đó, phần chân con robot đó, nó đang thẳng này ha, chúng ta sẽ bẻ xuống cái chân khủng long ha. Đây, ta sẽ bẻ xuống rồi cái chỗ cái đầu hay cái trước ngực chúng ta thấy hai cái tay nhỏ, ta bẫy lên. Đây là con dáng con khủng long T-Rex ha. Cái đuôi, cái vũ khí lúc nãy là cái đuôi ha, chúng ta sẽ bẻ cái này ha lên dạng ngang như vậy ha. Chúng ta sẽ thấy ở dưới cái háng của cái con khủng long nó có một cái lỗ đây để nó gắn cái này vào ha, và cái phần màu đen này để nó kẹp vào cái chỗ này. Giờ chúng ta sẽ gắn vào. Đó. Ta đã hoàn thành cái đuôi khủng long rồi. Bây giờ chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ được cái con khủng long T-Rex ha. T-Rex này cái miệng này nó cũng há ra được này ha. Chúng ta thấy cái miệng nó há ra được này. Nó đứng khá là vững rồi. Giờ chúng ta tới cái công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ cho cái siêu nhân này ngồi lên trên lưng khủng long ha. Thì chúng ta sẽ cho hai cái chân nó xỏ qua đây và hai cái tay nó sẽ có một cái thanh cầm ở chỗ cái miếng giáp ở ngực màu vàng lúc nãy chúng ta ấy ha. Ta cho cái tay vào là đã cho cái siêu nhân vô để ngồi lên lưng cái con khủng long Tyranno xâm xét này ha, rất là đẹp ha. Nó biến hình nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không quá phức tạp lắm. Khủng long này thì có cái phần răng này mở ra được ha, cũng khá là đẹp. Anh thấy anh mở thích cái chi tiết mở ra này ha, cái răng này, tay này thì chuyển động được này, ha. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái công đoạn là biến nó lại về thành cái dạng robot ha, thì nó cũng dễ thôi, làm ngược lại những cái bước này chúng ta ha. Chúng ta sẽ rút cái vật siêu nhân này ra trước ha.
cái lưng, cái đuôi chúng ta rút ra. Này, ta cho đứng thẳng lên ha, hai cái tay ta gập xuống ha, cái đầu ta gập xuống ha, phần tay chúng ta bẻ ngang qua, bẻ qua hai cái giáp trước ngực, ta sẽ bẻ cái phần sau lưng này ha, ta mở ra, ta đưa cái nhân vật siêu nhân ô này vào trong, ta đẩy cái nắp lại, bàn tay này ta sẽ xoay xoay cái phần đuôi ha, chúng ta sẽ bẻ cái này xuống. Chúng ta sẽ gắn nó lên đây. Chúng ta đã đưa về dạng robot rồi ha, rất là nhanh chóng. Vậy thì anh đã mở hộp chúng ta cái mẫu đầu tiên của cái dòng đồ chơi theo cái season 2 ha, cái mùa thứ hai của bộ phim hình bị địa bị đội siêu nhân nhí sức mạnh khủng long Mini Force Super Dino Power ha. Đây là cái mẫu chồng của con robot của siêu nhân Vol màu xanh này ha. Nó có cái dạng khủng long tên là Tyranno sấm sét ha, và nó có một cái dạng thứ hai là dạng robot ha. Thì ở đây là cái dạng robot và dạng thứ hai là khủng long Tyranno ở đây. Thì về cả hai dạng robot này thì nó cũng khá là đẹp ha, tuy nhiên thì anh thích cái dạng thứ hai hơn. Dạng thứ hai thì có con khủng long dạng robot thì nhìn nó có vẻ ngầu hơn robot kia. Thì nhận xét vào cái dòng đồ chơi này thì cái phần 2 này nó đã cải tiến khá là nhiều so với phần 1 nè. Phần 1 thì kích thước nó nhỏ hơn, cái này khá là nhiều, thước nó nhiều, nó biến thành cái dạng đầu khủng long thì nó cũng cũng đẹp á. Nhưng mà cái phần 2 này thì anh thấy so với cái giá tiền nó tăng lên, nhưng mà cái phần đồ chơi chúng ta nhận được thì anh nghĩ là nó cũng xứng đáng, đáng hơn ha, nó đáng đáng mua hơn. Cái dòng đồ chơi này thì là sản xuất trong thị trường nội địa Trung Quốc ha, thì nó cái mẫu này thì nó sẽ giống hoàn toàn với cái mẫu của bán ở thị trường Việt Nam phân phối của My Kingdom ha, thì bởi vì cùng một hãng sản xuất ha. Tuy nhiên nó cũng sẽ có một số mẫu nó sẽ đôi chút khác biệt về màu sắc ha, thiết kế. Ở thị Trung Quốc thì ở cái phần 2 này chúng ta sẽ không có, hiện tại chúng ta chưa được có đủ mẫu như ở Việt Nam. Việt Nam như có 8 mẫu, Trung Quốc chỉ có 6 mẫu thôi. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các em, hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.